Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là sáng chủ nhật này. Hôm nay trời khá đẹp. Hôm nay bữa nay mình sẽ đi cắt cây mọi người. Mới mua cái cưa này. Cưa này nó dài khoảng 8 mét. Mình có thể là mình cắt trên cao được. Bây giờ mình ra mình chuẩn bị mình rep rồi mình cắt cho mọi người. Đi. Đây coi. Cái này mua trên mạng nha. Khoảng cơ 80 mấy gần 90 đồng mọi người. Đây mình kho thêm cái cưa máy nha mọi người. Cái cưa này cưa sạc pin nha. Nó có cục pin này mọi người. Đó, mình sạc xong mình cắm vào đây. Rất là tiện. Đây là cái bao tay. Mình sẽ ghép cái cưa này ra. Cái cưa này nó dài 8 mét, mình chỉ cắt mấy cây cao thôi. Mình leo lên này sợ té cho nên mình phải mua cây này. Mình đứng ở dưới mình cắt nó an toàn mọi người. Đây là cái lưỡi cưa đó mọi người. Đó, lưỡi cưa. À, rất là sắc. Lưỡi cưa là bằng thép á. Đây là cái bọc. Cái vỏ bảo vệ lưỡi cưa. Ráp vô mọi người. Leo lên cao rất là nguy hiểm à. Xoáy chặt này vô. Sau khi rát xong mà nó rất là cao nè, 8 mét mà cắt được cây rất là cao. Được không? Wow, bây giờ mình đi cắt cây nữa. C'est tombé. Mọi người thấy không? Sau khi mình cắt được một ít này, quá trời này thấy không? Cái cành cây rất là nhiều. Đó. Nó mọc nó rụng lá xuống mái tôn nó xong rồi nó nghẹt cái cống nước. Cho nên mình phải vệ sinh. Phải đội nón bảo hiểm mọi người, cắt cây đứng dưới phải đội nón bảo hiểm này, đó. Đó, nó che mặt che đầu hết. Nó rất nhiều. Bây giờ trời nắng rồi mọi người. Chút xíu nữa mình cắt thêm cái cây nữa là xong. Cái cây này là người chủ cũ người ta để làm cái nhà cho chim này. Nhưng mà cây này nó chết rồi. Nó chết rồi cho nên mình cưa đi luôn để nó vướng víu à. Sau khi cắt mấy cái cây cành này xong rồi mọi người. Mình sẽ cắt nhỏ nhỏ ra rồi mình cho vô cái thùng cạc tông này mình đi đổ mọi người. Ở đây phải đổ, có chỗ nó đổ lấy mấy cái cây này. Mình mang tới cái khu và xử lý mình đổ. Bây giờ cắt một mớ này không? Lá cây nó bớt đụng vô cái mái tôn với lại cái đường cống á. Măng xối nhà cho nó không bị nghẹt. Cái lá cây này nó rụng liên tục cho nên nó mau đầy cái măng xối mọi người. Giờ mình chuẩn bị mình cắt nhỏ nhỏ xong cho cạc tông đi đổ.
Bây giờ là 12 giờ trưa mọi người. Bắt đầu giờ mặt trời nắng rồi. Nắng là trời rất là nóng mọi người. Nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C. Tháng 9 rồi mà. Mình đã cắt mấy cái cành cho cái thùng cắt xong rồi. Để mai thứ hai mình đi đổ. Giờ chút xíu mình cắt thêm cây này nữa. Đó. Sau đó mình sẽ rang sau này mình cắt cái cây cái cây này. Đó, cái cây là cái sung mọi người. Cái sung nó rất là rậm rạp phải không? Đó, mình cắt bớt đi để nó đè lên mái tôn, nó bể mái tôn. Giờ mình ngồi mình ăn ăn kem. Ăn kem chút xíu. Lui ngồi xích ra cho ba. Mọi người ra. Voilà. Lui ăn kem không? Oui. À, oui à. Kem hộp mọi người, kem này kem xoài. Ăn kem nữa không? Ngon không? Ngon không? Có ngon không? Lui tên gì? Lui tên gì? Hả? Lui? Lui tên gì? Em bảo hỏi em trả lời. Ăn kem nữa không? Lui tên gì? Mù bị sao á hả? Đó, ra ngoài vườn chạy té này, chạy hết chân này. Đó. Trồng được cái mấy cái cây lá lá rau diếp lá dấp cá nó ra nó bứng hết rồi. Lá cây bạc hà nó bứng hết rồi. Ăn xào nữa không em nữa không? Đi đâu á? À, đi xe đâu đó? Trời nắng nóng lắm mọi người. Chút xíu mình nghỉ xíu mình ra mình cắt tiếp. Sau khi cắt cây xong rồi mình cho vô cái thùng cắt tông mọi người. Mình cho vô thùng cắt tông bắt đầu mình đi đổ. Lá cây rất nhiều mà mùa hè nó rụng mà, nó khô. Để đây lâu ngày nó thành bùn đất nhưng mà nó dơ lắm. Có mấy con côn trùng nó sinh ra ghê lắm. Cho nên mình đi mình đổ luôn. Ở bên này thì phải đi đổ lá cây nha mọi người. Lá cây phải tới cái chỗ mà kêu là trung tâm xử lý rác á. Mình tự mình đổ chứ còn không có quăng bừa bãi ở thùng rác. Đằng trước nhà mình có cái thùng rác này đây nè. Trước nhà có hai thùng rác lớn á, một cái thùng rác sinh hoạt với một cái thùng rác nhựa với lại cạc tông á. Giấy mình quăng ở đó nhưng mà cây hoặc là chai thì mình đi đổ ở những cái địa điểm mà nó người ta chỉ định á. Chai bia chai ấy thì thủy tinh thì mang vô mang tới cái chỗ mà người ta quy định mình quăng. Lá cây mình à mọi người thấy không? Cây quá trời cây luôn. Lá cây mình cắt đi thì mình sẽ quăng vô cái chỗ cái địa điểm mà người ta chỉ định này. Mọi người thấy mình chất đầy xe luôn này ha. Đó. Chất đầy xe đằng sau à. Lá cây thông không à. Quá trời cây thông luôn. Giờ mình đi tới chỗ đó thì mình đổ mọi người. Đúng 8 giờ là người ta mở cửa cho nên mình sẽ đi tới đó mình đổ. Từ nhà mình chạy tới đó khoảng cỡ 10 phút.
đổ rác là mình phải cần cái thẻ mọi người, cái thẻ đăng ký, phải đăng ký cho người ta cấp cho cái thẻ. Sau đó mình với đây là tới rồi mọi người. Mình tới người ta mới cho đổ chứ không thôi là tự động mà không được đổ mọi người. Đây là trung tâm xử lý rác. Bây giờ mình lên đó mình cắn cái thẻ vô người ta mới cho. Thấy không? Cây lá cây quá trời đó. Lá cây. Đây. Dưới mình quăng xuống dưới này mọi người thấy không? Dưới này có mấy cái container lớn nè, mình quăng xuống dưới. Sau khi đổ rác xong mình đi ra chờ người ta mở cổng rồi. Gắn cái thẻ vô. Chờ người ta mở cổng mọi người. Năm là hình như đổ được mấy tấn, người ta có quy định trong cái thẻ mỗi gia đình đổ được mấy tấn. Nếu mà đổ hơn chắc tính tiền quá mình không chưa biết. Nhưng mà mình cứ đổ. Rác gia đình hình như là đổ không có được nhiều không? Rác gia đình là đổ không có nhiều như những người người ta làm chuyên nghiệp. Lâu lâu mùa hè cắt cây có cái đồ mà dục đi thì mình mới đổ chứ không có nhiều mọi người. Nhưng những người người ta chuyên nghiệp chuyên làm cái đồ rác này thì đổ rất là nhiều. Mình lâu lâu mình mới cắt thì mùa hè năm cắt lần chứ mấy. Những người làm nghề cắt cây làm nghề làm vườn đó người ta đổ nhiều. Giờ là 8 rưỡi sáng mọi người, 8 giờ là người ta mở cửa.